Chuyển động 360 kính chào quý vị. Những tin tức thời sự nóng hổi nhất trong vòng 24 giờ qua sẽ được chúng tôi cập. Sau hơn 1 giờ vượt lũ sông Ba, các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã đưa bà Phan Thị Hương 58 tuổi thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa cùng 5 người dân khác lên xuồng cứu hộ an toàn. Hai ngày bị mắc kẹt giữa dòng sông Ba, thấm cái lạnh, cái đói, hôm nay được bộ đội ứng cứu đưa về an toàn, bà Hương vô cùng xúc động. Có nước gì mà em khỏi không bỏ lên tú có trơn mà coi lót cái miệng không mà nó luôn nằm lạnh là tôi cũng nằm ghê khăn ghê mà nó luôn chuyển nấu luôn á. Từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tại Phú Yên có mưa lớn, nước lũ từ sông Ba dâng cao, vượt qua mức báo động 3, nhiều địa phương dọc sông Ba bị ngập sâu trong biển nước. Từ tối ngày 30 tháng 11 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các lực lượng đã đưa phương tiện lực lượng cứu hộ di dời hơn 3.000 hộ dân tại thành phố Tuy Hòa và các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa có nhà ở bị ngập do nước lũ đến nơi an toàn. Nước vô nhà cao khoảng 1 mét. Cho nên chắc ông bà mấy điện thoại mẹ là tắt, điện thoại ba không nghe mấy, không liên lạc được ba mẹ mình nắm lòng từ sáng tới giờ. Giờ đứng ở trước cổng mình ngó chừng không là chứ cũng có ai. Mình xúc động, mình thấy cái tình cảm người ta dành cho người dân trong cái mùa lũ như thế này mà người ta nhiệt tình. Tên dọc thông ba là của thị xã Đông Hòa, rồi Hòa An là trong đêm hôm nay là chúng tôi đã cứu rất là nhiều người. Đêm hôm lúc 1 giờ đêm là có cả gia đình một ca là mổ đẻ là chúng tôi cũng đưa vào đến nơi ba mẹ con là an toàn. Rồi hiện nay tiếp tục các hộ gia đình còn ở trên dọc sông Ba của xã Hòa An là bây giờ đang tiếp tục cho các lực lượng cùng với phối hợp để đưa vào trong bờ để an toàn. Thì chúng tôi là phải là phối hợp với các lực lượng bằng mọi cách là đưa lên bờ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Hiện nay nước sông Ba rất lớn, do đó là những hộ gia đình chăn nuôi chăn thả súc vật hoặc là làm ăn ở trên sông là chúng tôi cương quyết, chúng tôi cưỡng chế để đưa vào để đến bờ để an toàn. Hiện nước lũ trên sông Ba vẫn đang dâng cao gây nguy hiểm cho người dân chăn thả gia súc trên sông Ba. Nhiều hộ dân vẫn dùng ghe trở lại cồn cát để chăm sóc đàn gia súc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên tổ chức vận động người dân không vượt sông khi nước lũ dâng cao, kiên quyết cưỡng chế đối với những hộ không chấp hành nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Theo báo cáo nhanh lúc 17 giờ ngày 1 tháng 12 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, trong ngày lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giảm, sông Cái Nha Trang giảm nhanh xuống mức dưới báo động 1 là 1,73m, sông Dinh Ninh Hòa còn 5,17m trên báo động 2 là 0,17. Dự báo từ 12 đến 24 giờ tới nước lũ trên sông Dinh giảm xuống mức dưới báo động 1. Các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh hiện đạt 92% dung tích thiết kế và hiện vẫn đang xả điều tiết với lưu lượng nhỏ từ 10 đến 100 mét khối một giây. Hàng chục hộ dân ở huyện Khánh Sơn và thành phố Nha Trang đã trở về nhà sau khi phải sơ tán để tránh lũ, tránh ngập nước. Cũng theo báo cáo nhanh, sạt lở đã gây ách tắc giao thông ở nhiều tuyến đường, mưa lũ gây thiệt hại về người, toàn tỉnh ghi nhận một người chết và một người mất tích. Mưa lũ đã gây ra một số thiệt hại khác được xác định là một tàu đánh cá bị đánh chìm, hai xà lan đang thi công đập ngăn mặn sông Cái bị nước lũ cuốn trôi, làm hư hại đường ống nước, cấp nước sinh hoạt bắc qua sông Cái. Ghi nhận tại xã Phước Nghĩa, nơi bị ngập sâu nhất tại huyện Tuy Phước, nhiều ngôi nhà vẫn chìm trong nước lũ, có nơi ngập sâu hơn 2 mét. Tất cả các khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Sáng ngày 1 tháng 12, lực lượng công an huyện Tuy Phước phải dùng cano để hỗ trợ 300 suất nhu yếu phẩm đến người dân bị cô lập. Nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện hỗ trợ lương thực cho người dân nơi đây. Mưa lũ mấy ngày nay là nước vô nhà gì mà nhà tôi là xuống nhà dưới là tới ngực. Tới cố mà nhà trên đó là tới ướt lưng quần. Mà giờ gia đình neo đơn quá, bà già giờ bà nằm chỗ tính là giờ đi lên chùa. Mà giờ đến chùa cũng không có ai nuôi. Có một mình tôi ở nhà tôi phải giữ nhà. Giờ phải kêu người tới hỗ trợ giùm. Trong đêm 30 tháng 11 tại thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, có một khu dân cư bị nước lũ cô lập, uy hiếp đến tính mạng người dân. Công an huyện đã cử lực lượng có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Cũng trong chiều qua, một người tại thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa đi bắt cá đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Sáng nay, lực lượng chức năng đang hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo của người dân là lúc 1 giờ chiều hôm qua là có một cái trường hợp hai người dân đi đánh bắt cá do cái tâm lý chủ quan, thì chúng tôi đã tổ chức cái lực lượng
20 cán bộ chiến sĩ của công an huyện phối hợp với cùng với người dân của cái xã Phước Nghĩa là tìm kiếm cái xác người này. Nhưng mà tuy nhiên là như các anh đã thấy là hiện nay là cái mực nước rất lớn, thành ra vẫn chúng tôi đến giờ thời điểm này vẫn chưa tìm thấy. Tại tỉnh Bình Định, trong sáng ngày hôm nay ghi nhận lượng mưa đã giảm nhưng nước từ thượng nguồn trên các sông vẫn đang tràn về, khiến cho nhiều tuyến đường tỉnh lộ như thế này vẫn đang chìm ngập trong nước lũ, chia cắt nhiều khu dân cư ở vùng hạ lưu các con sông. Ngoài huyện Tuy Phước, nhiều vùng tại thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, huyện Phú Mỹ, thành phố Quy Nhơn trong sáng nay vẫn đang bị ngập sâu do nước lũ trên các sông đổ về. Ngay sau khi lũ vừa rút, lực lượng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu cảng Quy Nhơn, công an, dân quân và thầy cô giáo tại các trường học ở phường Nhân Bình đã đồng loạt triển khai tổng vệ sinh sửa chữa lại các phòng học bị hư hỏng sau mưa lũ. Trong đợt mưa lũ này, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Với cái phương châm thì nước rút đến đâu thì chúng ta làm đến đó. Và đặc biệt là đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cũng luôn xác định tốt cái tinh thần, trong đó là đặc biệt là phát huy cái tinh thần trách nhiệm cùng với các lực lượng, trong đó đã tham gia khắc phục cái hậu quả sau lũ để đảm bảo cái cuộc sống cho bà con trở lại sinh hoạt bình thường. Nhờ cái lực lượng công an cũng như là bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên phường cũng qua giúp đỡ nhà trường là dọn dẹp rác với bùn non, làm cho cái sân trường nó rất là khang trang sạch đẹp. Chiều cùng ngày, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân bị ngập lũ, gặp khó khăn về lương thực nước uống với tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia. Trong những ngày qua, lực lượng cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh luôn có mặt trên khắp nẻo đường, ngõ xóm, khu dân cư, các khu vực xung yếu, ngập lũ kịp thời giúp đỡ người dân di rời tránh thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Đây là cầu Thống Nhất, bắc qua sông Krông Pắc, đoạn qua thôn 2A, xã Eao, huyện Eak. Mưa lũ đã khiến đường dẫn đầu phía nam cầu bị sụp đổ hoàn toàn, gây chia cắt giao thông. Các phương tiện qua lại phải đi đường tránh, xa hơn khoảng 25 km, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh. Cầu này là con đường này là thành là một con đường chính của huyện Eak. Thì dân hai bên đều giao thương đi lại, kể cả học sinh rồi này kia, rồi ví dụ như bọn tôi ở ngoài này thì cũng phải đi làm ở trong này nương rẫy, rồi là nhất là học sinh đấy, giờ là có như ở trong này là giờ tịt rồi. Trước hết thì phải dùng những ngân sách của huyện, sau mưa lũ này xong nước rút thì chúng tôi sẽ làm cái cầu tạm để cho chủ yếu là xe máy, để giảm cái tuyến đường độ dài cây số mà nhân dân phải đi vòng là 25 km. Phải đi vòng, ví dụ học sinh muốn đi học thì phải đi qua xã Chia Lang về Eo. Đấy, hoặc là đi qua xã Chư Bông rồi về là Epan. Thì như vậy chúng tôi sẽ làm cầu tạm. Mưa lũ cũng khiến hàng trăm hecta hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Nhiều công trình giao thông, cầu ngầm tràn ở các huyện Em Drac, Krông Bông, Krông Năng bị hư hỏng nặng. Riêng huyện Em Drac, mưa lũ khiến một người chết, một người mất tích. Hiện các phương tiện đang tập trung khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích. Các địa phương đang làm cái công tác là tổng hợp phòng tình hình ngập lụt thiệt hại do thiên tai. Trên cơ sở đó thì theo như quy định của luật phòng chống thiên tai cũng như các văn bản dưới luật thì các địa phương khi mà thiên tai xảy ra thì các địa phương sẽ trích hỗ trợ bằng ngân sách dự phòng từ xã đến huyện đến tỉnh. Thì nếu mà các xã để các huyện tập hợp mà vượt cái nhu cầu hỗ trợ thì sẽ báo cáo đến tỉnh. Từ trưa ngày 1 tháng 12, lượng mưa đã giảm, nước lũ bắt đầu rút. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, các địa phương và người dân tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Đây là khu vực thôn Ngọc Phước 1 của xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. Cho đến thời điểm 9 giờ sáng nay, nước lũ vẫn đang ở mức rất cao và chính quyền địa phương huy động rất là nhiều lực lượng cũng như phương tiện để
tiếp tục di dời người dân đến nơi an toàn. Ngoài 25 hộ dân đã di dời trước đó, đến 11 giờ sáng ngày 1 tháng 12, lực lượng của địa phương phối hợp với công an và quân đội của thành phố Tuy Hòa tổ chức di dời thêm các hộ dân ở các thôn Ngọc Phước 1 và Ngọc Phước 2 đến nơi an toàn. Địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát các tuyến đường có thể gây nguy hiểm đến người dân. Nước lũ vẫn ngập ở các tuyến đường chính như Trần Phú, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Thành Phương. Điều này gây ách tắc giao thông và khó khăn cho người dân khi đi vào các khu vực nội thành. Thống kê sơ bộ, mưa lũ trong 3 ngày qua tại tỉnh Phú Yên đã khiến cho 4 người chết tại huyện Phú Hòa và Sơn Hòa. Có 28.639 nhà ở của người dân hiện đang bị ngập, bị chia cắt 9.206 hộ và một nhà bị sập tại huyện Tuy An. Sáng ngày 1 tháng 12, ngành chức năng Khánh Hòa phát hiện hai chiếc xà lan cỡ lớn trôi từ thượng nguồn sông Cái Nha Trang về và mắc kẹt tại khu vực cầu Hà Ra, thành phố Nha Trang. Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa xác nhận hai chiếc xà lan nói trên là của nhà thầu thi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái là công ty Trung Nam 18 ENC, có thể bị đứt dây neo và trôi xuống hạ lưu và chỉ dừng lại khi kẹt giữa hai trụ đỡ hệ thống cấp nước bắc qua sông Cái. Một chiếc xà lan đã hút hỏng một đường ống cấp nước, gây hư hỏng đường ống cấp nước sạch cho khu vực phía bắc Nha Trang. Hiện tại, việc khắc phục sự cố nói trên đang được tiến hành, trong đó trọng tâm là thực hiện phương án đưa hai chiếc xà lan ra khỏi khu vực cầu Hà Ra. Bên cạnh đó, công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho đặt tạm đường ống dẫn nước sạch trên cầu Hà Ra nhằm phục vụ nước sạch cho người dân. Khi thời tiết thuận lợi, công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành khắc phục cơ bản. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.